quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh khối 11, 12 cùng chào đón các em học sinh khối 10 diễu hành ra mắt nhân lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2022-2023, điểm tuyển sinh vào 10 của trường ta là 24,5 điểm, là điểm chuẩn vào 10 cao thứ hai so với tất cả các trường và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Tiêu biểu như em Phạm Thị Minh Khuê, thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với 43,75 điểm. Những thành tích nổi bật của lớp ở trung học cơ sở: có 5 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, có 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thị xã. Với niềm tự hào to lớn khi được học dưới mái trường Nguyễn Trâm thân yêu, tập thể 10A1 sẽ tiếp bước truyền thống của nhà trường, nguyện phấn đấu rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức để vững bước vào tương lai. Hòa vào không khí hân hoan của ngày hội khai trường lớp 10A2 ra mắt với 42 thành viên. Các bạn đều là những học sinh hiền ngoan và học giỏi. Những thành tích tiêu biểu của lớp: có 4 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, có 12 bạn đạt giải học sinh giỏi cấp thị xã. Đối với lễ khai giảng hôm nay, 10A2 dương cao khẩu hiệu: nghĩ tích cực, học chăm ngoan, làm việc tốt, sống tốt để chào đón năm học mới. Đầu cấp học mới, các bạn còn bỡ ngỡ, nhưng các bạn hứa sẽ đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm để xây dựng tập thể 10A2 ngày càng tiến bộ, cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh của mình, góp phần nhỏ bé trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu trường trung học phổ thông Nguyễn Trâm thân yêu. Các bạn hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập để trở thành người tốt cho xã hội. Chúc các bạn thành công với quyết tâm của mình. Tiếp bước đoàn diễu hành là tập thể 10A3 cùng cô chủ nhiệm Lê Thị Thu Nga, cô giáo dạy khóa học. Xin đầy căng thẳng, các bạn đã hội tụ về đây thành mái ấm 10A3 đoàn kết thân ái. Tập thể 10A3 đến với buổi lễ khai giảng năm nay với khẩu hiệu hành động: kề vai sát cánh hướng tới tương lai. Chia tay với mái trường trung học cơ sở, bước vào trường trung học phổ thông Nguyễn Trân với một cảm giác hồi hộp là lạ, xen lẫn với niềm tự hào. Ngày đầu tiên đến trường, các bạn và cô giáo chủ nhiệm đã mang đến cho lớp một tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Các bạn gặp nhau và dần dần trở thành những người bạn dễ mến, hòa đồng và thân thiện. Là thế hệ đầu tiên của chương trình cải cách khối 10, tập thể cùng tập thể 10A4 tiến vào lễ đài với khẩu hiệu quyết tâm: dám ước mơ, dám hành động. Lớp 10A4 có 44 thành viên, 9 đoàn viên. Năm học này các bạn đã chuẩn bị rất. Các bạn tâm sự, các cửa mới mở ra, hình ảnh ngôi trường thứ hai xuất hiện. Chúng em khá vui, nhưng cũng khá bỡ ngỡ trước trường mới, bạn mới. Thế nhưng chúng em khao khát được cống hiến hết mình, mang lại vinh danh cho trường, lớp, cố gắng học tập thật tốt để trở thành một tập thể vững mạnh. Và bước vào trường, các bạn bắt đầu có những suy nghĩ về tương lai mai sau. Các bạn biết, để đạt những thành công, bản thân phải nỗ lực rất nhiều. Các bạn hy vọng thầy cô và nhà trường sẽ giúp các bạn đạt đến một tương lai tươi sáng. Tiếp theo, xin mời tập thể 10A5 và thầy giáo chủ nhiệm Đỗ Văn Lý, giáo viên môn toán, tiến vào lễ đài. Lớp 10A5 có 48 học sinh, 8 đoàn viên. Những thành tích tiêu biểu của các bạn ở cấp 2: có một bạn đạt giải sinh giỏi cấp thị xã. 10A5 với sự gắn kết của 45 gương mặt yếu tố tạo nên một liên hợp vững chắc. Tuy có những tư duy, suy nghĩ khác nhau về cuộc sống, về tương lai, nhưng đâu đó vẫn ánh lên sự tương đồng. Với khẩu hiệu đoàn kết sát cánh hướng tới tương lai, các bạn 10A5 phải thực sự cố gắng để hoàn thành những khát vọng trong tương lai, những viễn cảnh viên bay cao, cao mãi để đặt chân đến những chân trời mới, chân trời vui sướng thành công. Tiếp theo, chúng ta cùng cho một tràng pháo tay chào đón cô giáo Lê Thị Nguyệt, giáo viên khóa học cùng tập thể 10A6. Lớp 10A6 có 45 học sinh, 14 đoàn viên. Tập thể 10A6 gồm những học sinh ngoan hiền, học lực khá giỏi. Những thành tích nổi bật của các bạn: có một học sinh đạt giải học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, của nhà trường và của xã hội. Tiếp theo, xin mời lớp 10A7 tiến vào lễ đài. 10A7 là một tập thể với 46 học sinh, 11 đoàn viên. Các bạn là những gương mặt rất đáng yêu, biết sự dìu dắt của thầy chủ nhiệm Cao Văn Đôn, giáo viên vật lý. Thành tích tiêu biểu của lớp: có 3 bạn đạt giải. Chào ông chồng nha. Các bạn tập thể này được vào môi trường Nguyễn Trân thân yêu là niềm vinh dự và tự hào của bao thế hệ học sinh chúng em. Vì vậy, trong 3 năm học ở trường tập thể 10A7, chúng em xin nhớ quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Chào anh Cao Minh Đô ơi. Chúc 10A7 đạt nhiều thành công với khẩu hiệu hành động: tôi không thể, bạn không thể, chúng ta có thể. Đang tiến vào lễ đài là tập thể 10A8. Tập thể 10A8 gồm 37 học sinh, đoàn viên là 12.
dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo chủ nhiệm Trần Thanh Hoàng, giáo viên của con đường. 10A8 hứa đoàn kết, quyết tâm xây dựng một tập thể vững mạnh, giỏi về học tập, mạnh về phong trào để xứng đáng với truyền thống của nhà trường. Tập thể 10A8 xin chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo chúc toàn thể học sinh trường ta một năm học gặt hái được nhiều thành quả tốt. Cái bước đoàn giữa anh là tập thể 10A9. Lớp 10A9 có 36 học sinh, 12 đoàn viên, giáo viên chủ nhiệm là thầy Nguyễn Hữu Cường, giáo viên học nghề. Thành tích nổi bật của lớp: một học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 4 bạn đạt giải học sinh giỏi cấp huyện nhà. Khẩu hiệu ban đầu của lớp là nền tảng vững mạnh cho tương lai thành công. 10A9 sẽ quyết tâm noi gương sáng về mọi mặt học tập. Thầy giáo đẹp trai có, thầy giáo này đẹp trai có phong độ á. Sẽ mang lại kết quả tích cực để công hiến nhiều hơn và tự thành nhiều hơn. Dưới sự dìu dắt của thầy Huỳnh Hữu Cường, trong chặng đường sắp tới, tập thể tự tin sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, cả trên con đường học tập và cả đường đời. Chúc gia đình 10A9 một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Đăng ký vào cái này là lớp 10A10 cùng cô giáo Phạm Thị Lan Hương, giáo viên một trường. Có bằng bấm đẹp chưa? 10A10 có 41 thành viên, 17 đoàn viên. Đa số thành viên của 10A10 là học sinh khá giỏi, tính tình vui vẻ, hòa đồng. Các bạn tự hào của những thành tích đã đạt được ở bậc trung học cơ sở. Tiêu biểu có 3 bạn đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc thị xã, có 1 bạn đạt giải cuộc thi tiếng hát khoa học trò. 10A10 với sự gắn kết của 44 gương mặt yếu tố đã tạo nên một liên hợp vững chắc với khẩu hiệu tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai. 10A10 phải thật đoàn kết, quyết tâm thi đua trở thành tập thể vững mạnh, đạt thành tích cao nhất có thể trong học tập và các hoạt động phong trào. Các bạn hứa quyết tâm luôn vững vàng tiến về phía trước và không được lùi bước trước khó khăn. Một lần nữa, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng 424 tân học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trâm. Vâng, xin chào mời quý vị đại biểu các chuyên gia cùng ngồi để ổn định chỗ ngồi.
còn vàng. Bao lớp người đi ra nơi biển về, hình bóng mẹ già đứng đợi con. Ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh, sinh viên yêu quý. Trong bức thư gửi cô Văn Thị Thu Hiền, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em học sinh yêu quý. Năm học 2022-2023 là năm học tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động của ngành giáo dục, chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông và quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới chương trình Nguyễn Văn Thọ, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đọc diễn văn khai giảng năm học mới và phát động phong trào thi đua tấn hội trống khai giảng năm học 2022-2023. Xin trân trọng kính mời thầy. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trang. Hôm nay đối với các em học sinh lớp 10 là ngày mở đầu một chặng đường mới mẻ đầy ý nghĩa. Mong các em cố gắng học tập, rèn luyện để viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, nhân viên nhà trường cùng 1.278 học sinh thân mến. Mỗi năm học đi qua là một mốc son ghi nhận sự phấn đấu trưởng thành của nhà trường. Năm học 2021-2022, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trang đã kết thúc thắng lợi. Trường vẫn giữ vững và phát huy được truyền thống tốt đẹp của những năm học trước. Tỷ lệ học sinh 12 đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông 6 năm liền đạt tỷ lệ 100%. Trường giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được ba là đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Phát huy những thành tích đạt được trong năm học vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn. Ở đây ai ai cố gắng chịu nha. Ai cố ơi. Mỗi năm trôi qua, hòa trong không khí sôi nổi, háo hức của mùa tựu trường, mà các em đã tưởng rằng rất thân quen. Nhưng đến ngày hôm nay, dưới ánh nắng dịu dàng, ấm áp của mùa thu, cảm xúc đó dường như càng bồi hồi và đạo rực hơn nữa. Bởi năm học mới 2022-2023 là một ý nghĩa thật đặc biệt đối với chúng em. Những học sinh lớp 10 lần đầu tiên đi bước chân rồi. Vỗ về đánh giấc chơi ngay. Hãy subscribe.
đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Phạm Văn Trung. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng 10 thầy cô của chúng ta. Vâng, chị lớp 10 AB1, đây là lớp 11 AB1 đạt giải nhì môn địa lý. Bạn Lê Minh Anh lớp 10 AB1, đây là lớp 11 AB1 đạt giải ba môn toán. Bạn Nguyễn Hữu Phong lớp 10 AB1, đây là 11 AB1 đạt giải ba môn hóa học. 4. Bạn Nguyễn Ngọc Chiến Linh lớp 11D, đây là 12D đạt giải ba môn ngữ văn. 5. Bạn Nguyễn Xuân Phương lớp 11 AB2, đây là 12 AB2 đạt giải khuyến khích môn ngữ văn. 6. Nguyễn Thị Bích Ngọc 11 AB1, đây là 12 AB1 đạt giải khuyến khích môn ngữ văn. 7. Lê Minh Chiến 11 AB1, đây là 12 AB1 đạt giải khuyến khích môn sinh học. 8. Lê Tuấn Kiệt 10 AB1, đây là 11 AB1 đạt giải khuyến khích môn sinh học. 9. Nguyễn Hoàng Ái Nhi 11 AB2, đây là 12 AB2 đạt giải khuyến khích môn sinh học. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời thầy Trịnh Minh Tấn, chi ủy viên Hội hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao phần thưởng cho các bạn. Các bạn lên nhận phần thưởng là khoảng chúng ta bỏ áo khoác ra nha. Khi chụp ảnh thì chúng ta có thể bỏ càng, sau đó chúng ta đề nghị chúng ta cho một càng pháo tay. Trần Minh Vĩ 10 AB1, nay là 11 AB1 đặc biệt gì của địa lý. 2. Lê Minh Anh lớp 10 AB1, nay là 11 AB1 đặc giải 3 môn toán. 3. Em Nguyễn Hữu Phong 10 AB1, nay là 11 AB1 đặc giải 3 môn hóa học. 3 bạn này là thi vượt cấp nha, lớp 10 mà thi lớp 11 đặc giải tỉnh. 4. Nguyễn Ngọc Tiến Linh lớp 11D, nay là 12D đặc giải 3 môn ngữ văn. 5. Huỳnh Thị Hương Giang 12 AB2, nay là sinh viên. Thì phần thưởng này và giấy khen sẽ nhờ thầy giáo chủ nhiệm chuyển cho bạn Thương Giang. Và ngoài giấy khen thì năm bạn này sẽ được anh Đỗ Lâm Niên, chủ học sinh của nhà trường trao một phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Hôm nay anh Niên ở xa không về được, cho nên là thầy Nguyễn Văn Thọ, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao cái phần thưởng này cho các bạn. Xin trân trọng kính mời thầy. Không sao, bình thường. Em về em tốt tiếng không? Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng các bạn đã đạt được thành tích rất xuất sắc. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng bạn Phạm Thị Vinh Phương. Xin trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Thọ. Tiếp theo sẽ là nội dung trao học bổng cho 56 học sinh vượt khó vươn lên học khá giỏi năm học 2021-2022, tức là các bạn học sinh lớp 10, lớp 11 năm trước. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng 20 bạn đã được nhận học bổng của hội khuyến học nhà trường. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn La và ông Nguyễn Văn Hóa. Xin mời các em ngồi vị trí. Chúc mừng các bạn học khá giỏi đã nhận được học bổng khuyến học của nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Tiến Dũng và ông Huỳnh Xuân Văn. Bạn
Bạn nào bán thì chúng ta liên hệ với đoàn thuyền để ngày ngày chúng ta cho một tràng pháo tay. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng các em. Xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Quốc Vinh và thầy Đỗ Đức Thiền. Mời các em về vị trí. Các em sẽ nhận hỗ trợ trong 3 năm với tổng số tiền là 27 triệu đồng. Tức là các em đã nhận lớp 10 và 11, nay là lớp 12. Tại lễ khai giảng này thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hưng sẽ trao 4 tháng học bổng của năm học 2022-2023. Số còn lại của năm sẽ trao ở học kỳ 2. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Huỳnh Bình, đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Việt Hưng lên ra học bổng cho các em. Mời em Nguyễn Tiến Vương lớp 12 AB5 và em Nguyễn Ngọc Yến Linh 12D lên sân khấu để nhận thưởng, nhận học bổng. Đây thì chúng ta cho một pháo tay để chúc mừng em. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã dành thời gian đến dự. Cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của ban đại diện cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong nhà trường. Trước thêm năm học mới, với tinh thần vượt khó của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, chắc chắn rằng trường Trung học phổ thông Nguyễn Tân sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong năm học 2022-2023 để luôn luôn xứng đáng sự tin cậy của chính quyền địa phương, nhân dân và phụ huynh học sinh trong toàn thị xã đối với hội đồng giáo viên chúng ta. Chương trình lễ khai giảng năm học 2022-2023 đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em về lớp để tiếp tục học tiếp 3-4 năm. Biết liền. Đứng trước hình mà quay mà ngã thôi chứ làm sao được. Biết là nhảy giống mà cô giáo mà điều khiển mấy đứa nhảy trên sân khấu không? Mà cô giáo á, y chang luôn á.